Kinh tiểu bộ tập y Khu Đa Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt Phật lịch 2543-1999 Giới thiệu Kinh Pháp Cú, Dhammapak là một trong 15 quyển kinh thuộc tiểu bộ kinh Khu Đa trong kinh tạng Pali, Sutanta Pitaka Đây là một quyển kinh Phật giáo phổ thông nhất và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới Pháp, Dhamma có nghĩa là đạo lý Chân lý lời dạy của Đức Phật, Cú, Pa Đa, là lời nói, câu kệ. Ngoài ra, trong ngữ văn Pali, Pa Đa còn có nghĩa là con đường. Do đó, Dhamma Pát thường được dịch là con đường chân lý, Pát Ốc Trúc, con đường Phật Pháp, Pát Ốc The Buddha Sờ Ti Chin. Đam -pát là tập hợp 423 bài kệ do Đức Phật nói ra trong nhiều dịp khác nhau, trong suốt 45 năm hoàng dương chánh Pháp của Ngài. Các bài kệ này được sắp xếp trong 26 phẩm, Do các vị đại đệ tử thu xếp và tụng đọc trong đại hội kết tập kinh điển lần đầu tiên sau khi Đức Phật nhập diệt. Mỗi bài kệ chứa đựng một nội dung tu học rất sâu sắc và phong phú, không thể nào chỉ đọc một lần mà hiểu hết được. Cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, tra cứu các bản chú giải và suy nghiệm từ các tu chứng tự thân thì mới mong thông ngộ và thấu đạt ý nghĩa của các lời dạy cao quý đó. Mỗi bài kệ là một nguồn cảm hứng cao đẹp, một lối đi mới lạ, một sức mạnh kỳ diệu giúp chúng ta có một niềm tin vững chắc hơn trên con đường tu học để tiến đến giác ngộ, giải thoát. Bình An Sơn Tháng 6, 1998 Perth, Western Australia 1. Phẩm sông yếu 2. Phẩm không phóng giật 3. Phẩm tâm 4. Phẩm hoa 5. Phẩm kẻ ngu 6. Phẩm hiền trí 7. Phẩm A-La-Hán 8. Phẩm ngàn 9. Phẩm ác 10. Phẩm hình phạt Phẩm 11. 20 11. Phẩm già 12. Phẩm tự ngã 13. Phẩm thế gian 14. Phẩm Phật đa 15. Phẩm an lạc 16. Phẩm hỷ ái 17. Phẩm phẫn nộ 18. Phẩm cấu uế 19. Phẩm pháp trụ 20. Phẩm đạo